Hello, hello cả nhà. Bữa hôm nay mình review cái xe bán đồ ăn của cái chị Việt Nam này ở tiểu bang kế bên nha cả nhà, tiểu bang Maryland. Chị chạy tới đây để mà chị chuyên chạy tới những cái tiệm nail á, tại vì tiệm nail thường á, tiệm nail ở bên Mỹ là của người Việt không ạ. Nên mình có thể đi lên trên mạng và mình coi được ở cái vùng này nó có bao nhiêu tiệm nail, thì chị sẽ ghé hết bằng đó cái tiệm nail và chị mời người ta mua những cái đồ ăn Việt Nam này nè. Đó, cái chị nãy giờ chị tới đây, chị nói chung là lâu chị mới đi một lần thôi chứ không phải là ngày nào cũng đi. Vì khi mà chị đi như vậy, chị tới tiệm nail là chắc chắn là của người Việt, thì chị mua những cái đồ ăn mà người Việt Nam mình thích ăn đó. Hoặc là có ai mà đặt hàng chị đó thì gọi cho chị và đặt, thì chị sẽ mua những cái đồ ăn đó tới cho. Nên nó cũng tiện đó mọi người, chở tới tận nơi luôn, chở tới tận nơi và bán. Thì mình thích cái nào thì mình mua cái đó, cái nào mà mình kẹt kẹt mà mình muốn ăn mà mình không có thì mình mua, còn không thì người ta thường đi chợ để người ta mua không ạ. À, cái này là kiểu giống như là emergency thôi, là giống như trong cái lúc mà kẹt thôi, chứ thường á mình sẽ chạy đi chợ mình mua, còn nếu mà mình không có đi chợ được á thì mình có thể mua ở chỗ này. Chị bán quá trời đồ ăn Việt Nam luôn nha cả nhà, thiếu cái gì đâu nha. Ở đây chôm chôm này nha, chôm chôm mà chở tới tiệm bán là hết ý rồi này, bán cả bánh tráng trộn đó này. Ôi giời ơi, chở nguyên một chiếc xe. Đâu gà lộn của em đâu chị, em có gà lộn đâu, em lấy vị gà lộn này nha. Nãy cái gà lộn này ở bên này bán trứng lộn mà hột gà lộn mà bán nguyên một vị vậy. Nãy chị nói bao nhiêu vị em quên rồi, 25 đô vị gà lộn nha cả nhà. Đây mình mua hai cái chôm chôm với lại gà lộn. À, cả trứng cút lộn đây, cho em cái trứng cút lộn đây đi chị hả. Chị người đẹp, ủa giờ lấy là lấy sao? Trứng cút lộn thì nó bán vị hay bán gì? Còn cái hộp này là nó ít hơn vị hay nó nhiều hơn vị? Ủa vậy hả? Thôi cái trứng cút thường hay là lộn ngon hơn hả? Ôi giời, coi nó nè. Chợ di động cho em 2 ly chị ơi, em 2 ly chị ơi. Cái này là bạc xỉu hả? Em với bạc xỉu đúng không? Bạc xỉu có cái nào tên là bạc xỉu không? Em có mua gì đâu, sao vậy? À, sao vậy? Từ từ mua, từ từ, 2 ly đây. Hai bạc xỉu hả? Đâu em coi, không cái này không phải bạc xỉu, cái này phải không hả? Này thấy không, trà sữa mà delivery tới tận tận chỗ còn gì nữa không, hả? Chỉ có cái ly nào một chai nước sữa thì cái này đắng không? Cái này nó có đắng không hẳn, sao biết cái nào đắng nào không đắng? Ôi cha, bán không có thiếu món gì đâu nha. Nè, giò heo nữa nè. Chị có đồ nấu cháo lòng không chị? Có, Sả nữa nè. Anh em mọi người, hiện tại cái chỗ này, đây là tiệm ăn Mỹ nha, vòng vòng đây không mà tự nhiên có một cái xe đồ ăn Việt Nam của chị bán. Trời ơi, chuối này, chuối sứ này. Biết rồi nhưng mà nó không có chứ mày. Bánh nậm này, bánh bột lọc nè, nấm này bán sao? Bánh nậm nè. Bánh nậm cái gì đó? Bánh nậm. Cái đó em có luôn. À. Cái này là ấy. Cái này là lạp xưởng. Trứng thường á hả? Trứng thường á. Ba đơn giản. Trời ơi, thịt quá trời ở trong đây nè. Ai kìa. Chị có dồi không? Lấy cho em ít dồi đi chị. Nem cũng ấy bữa, cũng tại giờ hên bữa nay chị tới đây lúc mà đang vắng nên tụi nó mới chạy ra nó mua à, không trong tiệm cũng vắng á, có người khách một à. Hả? Ờ, không mang tiền à? Không mang tiền đâu. Tại sao thấy ly lạc, thấy cái ly nhạt là lấy hả? Dạ không, bé này có lấy không nè Hoàng, lấy nhà không kìa Hoàng. Đâu có dồi không, em lấy dồi. À, chị đang canh dồi cho em hả?
Ngoài ra nó còn có bao bộ đồ lòng gì, sức cái nào ít ít thôi, chỉ này nhiều chị ơi. Em lấy miếng rồi chị ơi, em lấy cái thôi. Lấy thêm cái mấy cái khác đi chị, mấy cái khác mà có tim với lại mấy cái gì á, bao tử thấy gì á. Hả? You want to buy food? Buy, you want to buy food? What she is selling? She sell Vietnamese food. The raw food? Vietnamese food. Not eat already. If you want to eat already. I have the shrimp with head. The size 10 by 20. Đó, bán, đang bán quảng cáo cho Mỹ luôn này. Đang quảng cáo cho Mỹ luôn đó nha. Hả? Thích thì ăn thôi. Thích thì ăn thôi, làm gì ghê vậy? Có tiền tao đẩy cho. Tao đưa cho. Hai đồng cho mà chị. Hay là đổ bánh trắng luôn cho tao, bánh tráng không hiểu hết. Lấy hai mỗi cái thôi, cái luôn đi, trời suy nghĩ nữa, trời ơi. Lấy đi. Cái nem nè, nem này mọi người. Chị ơi cái nem này bao nhiêu cái? 6 đồng mà bà nó 6 đồng cái nem. Sao phải cái lấy mấy cái nem. Hồi nãy em nói cái gì để nấu cháo đó. Ừ, có cái tim với lại mấy cái gì á. Không, em không ăn. Ủa mấy cái ly cà phê chị để đâu, em lấy thêm ly nữa, con kia lấy của em ở trong đây hả? Ờ này được á, chị canh đi. Có lấy sữa non không? Đâu đây em có... Không, sữa non ngon. Không, ba rọi có. Ba rọi. Ba rọi có. Có miếng ba rọi. Có lấy ống bò. Ba rọi chị mua bao nhiêu mua đi, bù cho. Trời ơi, muốn bao nhiêu cũng có chứ. Khổ. Lấy một miếng ba rọi. Đi em coi miếng thôi chị. Miếng nó sao? Miếng nó to hay nhỏ cỡ nào? Ờ ba rọi được. Cái nào mà ít mỡ chị? Ba rọi. Ba rọi này về làm gì biết không? Làm bánh tráng. Ôi ôi coi thịt nè. Thịt của chị nè. Tôm đâu chị? Tôm có đầu có không chị? Nó mua nó ăn. Cà phê nãy đâu em lấy cho. Cà phê nãy đâu. Cái nào mà nó đừng có màu đen nhiều nha chị. Nó nói là bạc xỉu á. Cái này đen nhiều lắm. Nó kêu bạc xỉu, nó hơi trắng trắng xíu á chịu co. Nhìn nó hơi màu kem kem á. Phải uống cà phê uống màu đen nhiều nó bị xịn. Đây. Nó bị say cà phê. Ôi cái này nó còn hẳn sao mày biết được cái nào bạc xỉu nào ấy hẳn. Cái này có cream nè, nó đỏ nó xếch lều lên. Chua. Cái này uống ngon hơn. Ok. Bởi vì chẳng uống cái đó không à. 15 đồng lát nó bán hết em 5 đồng. Cái gì vậy trời, đưa cho bả đi rồi nhiêu thiếu nhiêu mình bù chứ tự nhiên đưa vậy mình là sao? Em chạm vào đây nhé. Chị ta chạm thôi cho 5 đồng nhá, xong cho nó. Buồn tứ rồi. Chị em chạm vào rồi. Ok. 12, 3 năm với mẹ 6 hả? Quả nóng 12, 35 với 6 hả? Quả em mà chị cộng thêm cái miếng kia vô nữa là nhiêu chị? Ê Hạnh, cái trứng cút lộn nó có bao giờ ăn chưa? Nó có ngon không? Hả? Có lắm rồi. Xào me. Rạch đó mà xào me. Nó đang ấy mà khách của nó tới, nó chạy cho nó làm mà. Nó đang đi chợ mà khách nó tới, nó chạy cho nó làm. Hả gì Hạnh?
Ủa cái này, cái đó là ký hay pound đó? 2 ký hả? 2 pound. 2 pound, à cái canh pound ngổ ha, lần đầu em thấy canh này luôn á. Canh này Việt Nam đó, nó canh ký. Có lấy miếng sườn này không? Không, cái miếng ba rọi nãy ở trên đây này. Lấy ba rọi đi. Ba rọi đó nhiều pound chị. Hay quá ha. Sao hay người đẹp? Rặn răng làm ba cái chuyện hay quá ha. Người đẹp xíu nữa em chị cho người đẹp coi nha. Ôi ơi, chị cho người đẹp lên YouTube người đẹp coi cái kênh của em thôi chứ đâu có chị gì đâu. Ồ. Ừ, chút cho đánh xíu, đánh cho Mai Vũ ok. Vô YouTube đánh Mai Vũ thấy mặt giống cái nào giống này là em á. Em đang hỏi nè, cái này nhiêu phao, nhiêu tiền cái cục đó. Để cho mọi người biết nè, đó đang tính tiền luôn. Rồi, 17. 17 đô hả? Cái này 20 với 17. Cái này ý em nói là cái này nó có dồi chưa? Chưa, cái nào tính cái đó. Ok. Em của chị là 53 đồng nha. Bây giờ chị tính em trước đi, còn nhỏ đó tính sau. Ok. Rồi, 37. 17 này, cộng 50. Đó, mày mua về nấu cháo. Ủa, nãy cái cục dồi để đâu rồi ta? Đây, thấy không? Dồi đây nè. Ở ngay ngay tại tiệm mà cũng đi chợ được nè. Dồi đây chị ơi, người đẹp ơi, dồi của em. Hả? Dồi chưa tính tiền. À, người đẹp ở dưới DC chạy lên đây hay ở đâu nhỉ? Quên rồi nhỉ? Chị ở vợ trên nhà Maryland. Hả? Vợ trên nhà Maryland. Maryland, người đẹp ở tiểu bang kế lân cận chạy đây. Đó, người đẹp đang tính tiền cho mình đó. Bữa nay mình mua có... Tại vì mình mua những cái gì mà... Cái như kiểu mình thích. 37 là 77. Mấy phao? 37 đúng cái này nè. Ý em nói hồi nãy chị nói cái này nhiều phao. À bao nhiêu một tiền một phao? Dồi này giống y chang như kiểu Việt Nam luôn nha. Nấu cháo. Có huyết không? Okay. Hết huyết rồi uổng quá. Lần sau chị hỏi giá đây trước có những bạn kia thì có còn đồ với em. À người đẹp nói 17 đồng phao coi như cái này. Mới tắt vào đây đó. Chân chưa có chạy đâu đâu vì tôi đang chờ nó lấy nhiều bánh ấy lắm. 10 đồng, 17 đô một phao đúng không? Coi như cái này là hai này là hơn ký. Hơn 40 mà chắc tính cho 40 thôi. Cái này coi như là hơn 1 ký, 40 đô này. Dồi dồi không ạ. À? Nhưng mà xuống Ba Lẹ mua nó cũng có bán cho dù như vậy đâu. Hôm qua dùng xong nó phải 700 đô mà. Lao. Phải là lao thì tới chứ. Thấy nó cũng hay lắm nó tố chị ạ. À. Thấy nó tố em ở đây không? Hồi nãy em lấy hai mà phải cái hoàn nó lấy cái à hả? Em lấy có hai à, hỏi Hoàng tự có phải Hoàng lấy không? Mất combo rồi. Ủa hồi nãy Hoàng lấy cái kia hả? Lấy nem hả? Em lấy nem thêm hả? Em lấy em bỏ xuống đó chứ gì? Ờ quả nó đó chị, quả nó đó. Chị tính đây, đây, đây. Tính vô cái bill của nó cho em. Ok, vậy là tính của nó rồi. Bây giờ của chị 2 cây thôi hả? Ừ. Cái này 10 ngàn một phòng là thấy không? Em lấy đi, chắc lấy đi. Trời ơi, cà phê mà đưa tới cửa tiệm luôn này. Chắc đi đi ra ngoài uống cà phê. Cái này là không phải là cà phê mà là này kêu là gì ta? Cà phê muối. Cà phê muối đàng hoàng. Việt Nam có cà phê muối chú Long ở đây có cà phê gì đó hiểu gì đó. Cà phê gì này? Kiểu gì mà bờ trên nhà nó không có tên gì đâu. Stealing hả? Ai đồng lớn. Đi em thì cái gì? Cà phê gì cần đi đâu sao? Cà phê muối chú Long đó. Tính cho em đi, đây là cà phê, là muốn cà phê không? Mà cha nồ ngay đây này. Thấy không? Cà phê không? Đi thử đi qua có 2 phút là muốn đưa đó cà phê nào mà chả có. Làm sao hả? Mua đi, trời ơi. Cái ăn là ok xong rồi đó. Em là 10 đồng. 10 đồng bên này. Nãy giờ mua được nhiêu à? Chị vô đây chụp tấm hình nè. Áo chéo chị ơi, cũng muốn đâu. Quay, ý là nãy giờ mua được hết nhiêu tiền rồi? Hả? Nãy giờ mua hết nhiêu à? Không đếm được luôn. Vậy hả? Lên đi mà. À, của em bao nhiêu? Chị 155 đồng. 155 đô này mà cả nhà. Đây là của mình, 155 đô. Ủa, Du lấy cái... Đem vô nhà. Ok, mang vô Du đi. 155 đô đưa lên tới cửa. Chôm chôm. 20 đô. Chắc này chắc 5 pound á. Chôm chôm này chắc chôm chôm Thái Lan hả cả nhà. Này hột gà lộn với lại cái này để về nấu cháo lòng. Ở
ở trong này á, là nãy xíu rồi, cái này có trái tim với lại lưỡi, tim với lưỡi. Ở bên đây á, là hồi nãy quay rồi là dồi rồi đó nè, cái xe mọi người đẹp nè. Hả, cái gì cũng được, mệt quá. Tiền mặt đi, tiền mặt đi. Đó, hiện tại chỗ làm của mình, ngay cái tiệm nail của mình nhìn ra ngay đối diện đó, nó có rất là nhiều những cái khách sạn đó, người thấy không, cái motel đó, khách sạn ở đằng đó này nha. Vòng vòng đây motel 8 nè, bên đây là motel 6 nè, motel 6 đó, rồi ở trên đây cũng là một cái motel nữa. Rồi ở bên đó là có một cái tiệm sửa xe với lại một cái tiệm bán đồ ăn á. Cái tiệm bán đồ ăn ở đây nè, ở đây là tiệm bán đồ ăn. Cái tiệm bán đồ ăn đó là đồ ăn Mỹ, fast food thôi. Bên đây cũng có tiệm bán đồ ăn McDonald's, là bán cà phê gì cũng có trong đó nha mọi người. Cà phê McDonald's. Ở bên này cũng có tiệm bán đồ ăn, ở trong đó họ cũng bán đầy đủ mọi thức uống, hoặc là kem, hoặc là milkshake, hoặc là nói chung là đầy đủ hết đó, không có thiếu gì hết á. Đi vòng vòng đây đồ ăn Mỹ đầy luôn đó cả nhà. Nhưng mà đặc biệt là cái chị này bán xe đồ ăn Việt Nam, chuyên chở tới tiệm nail và bán cho mấy người ở tiệm nail. Hốt bạc nha cả nhà, hốt bạc. Bắt cóc trẻ con ở Mỹ này á, 800 đứa là. Nhưng mà tại sao bà policy mà cái mặt của bà trẻ, bà hút cái máu của con nít á, với bà Hillary Clinton với bà Elizabeth á. Còn đứa ông sẽ coi, ông sẽ thấy. Cà phê muối đây mọi người, cà phê muối. Ở trong đây có sương sa hột lựu nha, có thạch đen. Đó, mọi người ai nói ở bên Mỹ không có thời gian uống cà phê, trời, ta cần gì ra tiệm uống cà phê, trời, ta ngồi đây ta uống rồi nè. Trời ơi, cái này nó hơi đặc nha mọi người. Cái này nó hơi đậm đặc quá, mình uống là mình uống ít cà phê hơi, uống này là bị xịn đó. Nhưng mà anyway, cà phê muối đang là hot trend hiện tại bây giờ. Ở Washington DC chợ tới đây bán luôn nè. Còn không á, ngay đối diện bên chỗ kia gặp bên cái plaza kia, mình chạy qua chừng 2-3 phút không, cũng có một cái quán trà sữa của người Việt Nam mới mở. Hồi bữa mình có quay ở cái video mà, một cái video mình có quay á. Đó, nói gì ở bên đây làm như không có cà phê để uống vậy trời. Ngày một chục ly còn có nữa. Hơi đắng. Uống ngon mà chỉ sợ chút xíu nữa sẽ bị xịn thôi. Giờ hôm nay video quay tới đây thôi. Cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã xem video tới giờ này nha quý vị. Đừng có tiếp một cái like cho Mai Vũ nha quý vị. Còn ai chưa bấm đăng ký thì bấm một cái đăng ký cho Mai Vũ luôn. Hiện tại bây giờ có khách hàng đang vô, chắc là thực sự phải làm cho cái cô khách đang đi vô đó rồi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau. Bye bye.